Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn một ngày mới thật là vui vẻ. Chúng ta lại được gặp nhau trong video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe bán tải nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Ford Ranger XLS. Ở chiếc xe Ford Ranger XLS này là phiên bản là số sàn một cầu quý vị bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2017, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, một chủ từ đầu quý bạn nhé. Chiếc xe này lăn bánh là hơn 8 vạn km rồi. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 389 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Ford Ranger XLS số sàn một cầu thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 320 đường Nguyễn Xiển để xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Ford Ranger XLS 2017 này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Ford Ranger XLS số sàn một cầu, tên tư nhân, biển Hà Nội 2017 này ạ. Mời quý vị và các bạn.
với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Ford Ranger phiên bản XLS số sàn một cầu 2017 đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội. Chiếc xe này thì chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản ạ. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 389 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Ford Ranger XLS 2017 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 320 đường Nguyễn Xiển để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Ford Ranger XLS 2017 này quý vị các bạn nhé. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thank you.